nắm vàng lượng rồi đó. Mày thích lắm à? Sao hề? Sư phụ, tại sao không phải là 4.000 lượng như năm ngoái mà năm nay phải hơn? Cái gì cũng phải đi lên mà, địa ngục cũng như trên này thôi. Sư phụ, mặc dù chúng ta không quá tốt với con người, nhưng tại sao chúng ta lại đối xử tốt với những con ma? Đừng có lo chuyện tào lao, lấy cho ta 49 tờ ngân phiếu. Dạ sư phụ. Giấy xác nhận nhà máy in tiền Mao Phương, tiền đã được đưa tới âm phủ. Đây là hàng cũ của tôi, tiền đã được đưa tới âm phủ. Đây là đơn hàng của tôi. Có rồi đây sư phụ. Rất quan trọng đối với những người muốn chết. Đi nhanh đi. Dạ. Dưỡng tên sầu mình xíu tiền Mao Tiểu Phương lòng cẩu. Sư phụ, chị đang nhìn tên Mao Tiểu Phương à? Chị đang nhìn tên Phương Kiêu à? Còn có chị Tiểu là đẹp nhất. Tiểu, Tiểu, Tiểu. Tiểu, Tiểu, Tiểu. Nguyên chỉ từ đó đẹp lắm hả? Và cảnh cáo Nguyên còn đem ta làm trò đồ thì có cách. Co đi đốt những cái giấy tiền như vậy đi. Cả đêm nay sao không thấy hành động đâu hết vậy? Chắc phải đi chiếm chỗ của sân khấu rồi. Để làm gì? Hôm nay là ngày những linh hồn sẽ xuất hiện. Hôm nay tới hết sao? Họ không tới chuyện được. Ta cũng chả cần phải quan tâm làm gì. Sư phụ, thằng Đông đang xem kịch kìa. Không có ma ở đây đâu. Như không có năng lực thì làm sao có thể nhìn thấy được ma quỷ? Sư phụ, giờ phải làm gì? Cứ từ từ, sao không coi tụi nó làm gì đã? Sư phụ, mấy người đang đứng kia là ai vậy? Họ đang canh gác để những con ma này không phải chạy lung tung trong sân khấu này để bảo vệ cho những con ma này. Xong xong rồi, con ma nữ đó đang muốn. Muốn gì vậy sư phụ? Muốn ăn thịt thôi. Sao đông dữ vậy?
Tại em quá tập trung vào nữ kịch nên không để ý đó thôi. Cô bài nhưng mà còn diễn rất là tốt. Sư phụ giờ phải làm sao đây? Còn phải cứu được nó, mày đưa ta đây. Cái này có thể giúp được nó, giống như nó lỡ đi vào địa ngục. Sư phụ như ở ngoài đông lắm đó. Tại sao thầy không đi? Nhưng tôi thích cậu đi, đừng có hèn nhát như vậy, yên tâm, mọi chuyện nơi tốt tôi lo. Những con ma đó không thể thấy được mình, cứ bình tĩnh làm như không có gì, rồi từ từ bước tới hình đông. Lúc đó chấm dấu lên tay nó, nhớ không nên làm mất dấu, nếu không nó sẽ chết, và cả hai tụi bay sẽ chết. Cảm ơn tránh được. Không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì. Năm, đây là cô Linh, cô rất xinh. Con nghe không thấy gì hết. Con nghe không thấy gì hết. Tôi không có thấy gì đâu mà. Cô Linh, cô rất là đẹp. Tôi chưa thấy người con gái nào đẹp như cô. Anh quá khen rồi. Cần tôi giúp đỡ gì không? Cần đấy. Đồ áo sắt. Mắt dịch này. Cô Linh, chúng ta hãy cùng coi vở kịch này nhé. Không, tôi phải tìm nơi trú ẩn. Hãy bắt nạt cô à. Nói đi, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Chính là những người này. Bọn họ lúc nào cũng theo sát tôi. Đừng đau buồn nữa. Tôi đang rất là tức giận đây này. Trời ơi, phải dạy cho tụi nó một bài học. Cẩn thận, bọn họ biết yêu thuật. Không sao, chúng tôi biết thuật Mao Sơn. Họ rất mạnh đó. Chúng tôi là những người chuyên đi tiêu diệt cái ác. Hãy rời khỏi nơi này mau. Tự do rồi, chạy thôi. Không có chạy, dừng lại. Không được chạy. Dừng lại. Không được chạy. Không được chạy. Hay quá, ta tự do rồi. Tôi phải làm gì để đền đáp lại ân này đây? Kết hôn với tôi, dĩ nhiên rồi. Phải có hơi quá đáng không? Mày đúng là thằng đần. Chúng ta giúp đỡ không công sao? Tin nè, cô sống ở đâu, tôi quyết định về nhà cô. Đừng về. Về trễ sẽ bị thầy la đấy. Nói đi, cô sống ở đâu? Tôi sống ở rất xa. Các anh không đi tới được đâu. Không mất thời gian với hai anh nữa. Bây giờ tôi phải đi nơi khác, tạm biệt. Khoan, đợi đã. Này, cô ấy thật là quyến rũ. Thật là đáng yêu. Làm cái gì vậy? Nơi này u ám đáng sợ thật. Nhất định tôi sẽ cưới cô. Nếu muốn gặp tôi, các anh chỉ cần nói trai gái trắng đen, lúc đó tôi sẽ xuất hiện.
có chuyện gì không? Không, không có gì đâu. Tôi đi đây. Hay, chúng ta mau về thôi. Không ngờ chúng ta lại nói chuyện với một con ma. Sư phụ mà biết thì khổ lắm. Giờ phải làm sao đây? Không sao, miễn sao chúng ta đừng nói cho sư phụ biết là được. Nhớ đấy, phải giữ bí mật. Cảm ơn đã nhắc nhở tôi. Thật không may nếu lỡ nói ra. Cảm ơn đã nhắc. Đồng ốc, tôi biết anh sẽ quên mà. Các người muốn làm gì? Xin lỗi, tôi quên. Các người ở địa ngục không thể hiểu ngôn ngữ của người thường. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Im lặng coi họ nói gì. Nghe họ nói chuyện ngôn ngữ của người chết nè. Sư phụ, sao người nói được tiếng của người chết? Chỉ cần ăn thứ này là được. Rất ngon đó. Lần này hai người gây ra chuyện lớn rồi. Tại sao vậy? Tao không biết. Sư phụ đang làm cái gì vậy? Đang làm phép đó. Chú ý, coi đi. Sư phụ, người thật là tài giỏi. Cái này chỉ có tác dụng tạm thời. Thưa các sư huynh sư đệ, tất cả những con ma bây giờ đã đều có mặt ở khắp nơi. Chúng ta đã gặp phải nhiều rắc rối rồi. Có rất nhiều hồn ma. Một mình đại không thể nào bắt chúng. Kim, ông ấy là ai vậy? Ông ấy là sư huynh ta. Lo mà nói chuyện với ông ấy. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Ai gây ra vụ lộn xộn này là do hai tên đồ đại ngốc của đại. Như vậy là sao? Sư phụ, thầy ngốc, nên trò cũng ngốc. Tất cả họ đều là lũ ngốc. Ngươi nói gì vậy? Trò làm sai thì thầy phải có trách nhiệm. Đừng nói nhiều nữa. Ngươi muốn giúp cho chúng à? Chúng tôi đã quyết định sẽ đi hết tất cả những con ma đó. Từ đầu ta đã biết trước được sự việc, vậy còn kêu chúng ta tới đây làm gì? Sư huynh, có ý kiến nào để có thể đắc bắt hết đám ma đó không? Chúng ta phải dụ nó ra. Ai sẽ làm điều này? Chuyện khó khăn như vậy, hãy để cho tôi. Tốt lắm. Các người lo đi chuẩn bị đi.
chúng ta cần đối mặt với những nguy hiểm. Đậu phụ đây, lớn lên một chút nữa. Đậu phụ đây, đi nhanh lên, nhanh lên nào. Đậu phụ đây, đậu phụ đây. Đậu phụ đây, đậu phụ đây. Tôi rất yêu món này, tôi cũng rất là yêu cô. Thứ này cô không nên ăn đâu. Đậu phụ trắng và mềm mại quá, tại sao tôi không được ăn? Hải Anh đúng là đồ ngu ngốc. Tại sao Hải Anh lại bán đậu phụ ở đây? Chắc có điều gì mà ám phải không? Đây, đậu phụ làm từ đậu nành. Sư phụ nói với hạt đậu đỏ bên trong. Sư phụ nói dục chúng để dụ những xác chết đấy ăn hết. Tại sao lại có chuyện này? Chúng tôi đã nói chuyện với tụi nó, phải bắt hết những con ma đó, nếu không chúng tôi sẽ không được toàn thây. Thì ra các anh lấy những con ma đó ăn cái này, đừng lén tiếng, còn họ sẽ không ăn nếu biết được chuyện này đâu. Cái gì? Tại sao lưng anh vàng? Đậu phụ thơm ngon đấy. Chị chạy mau. Sư phụ, cứu con. Cứu con, sư phụ à. Huynh lại giết chúng. Sử dụng sấm sét, chúng không thể nào siêu sinh đâu. Chỉ là ta đang giúp họ, không phải đi lang thang mà thôi. Đừng nói nhiều, ta muốn làm gì thì làm, không liên quan tới ngươi. Bây giờ phải làm gì? Bọn họ đang muốn bắt cô đấy. Chạy đi. Tổ sư, đây là nhang mới, mời người thử. Nhờ ông ấy nên mới có tà thuật Mao Sơn của chúng ta ngày hôm nay. Nhờ vậy chúng ta mới biết được điều pháp thuật, mới có thể chữa khỏi bệnh cho người nhà đấy. Thank you.
sư phụ, người làm gì vậy? Như vậy là phung phí lắm đấy. Tao là sư phụ của tụi bay, nhưng mà cũng là không được làm vậy. Sư phụ, người đốt nhiều rồi đấy. Tao làm gì kệ tao. Số tiền đó chưa chắc đã đủ với tụi nó đâu. Cần phải nhiều thì mới đủ với họ. Nhưng nếu họ nói không đủ thì sao? Tụi bay làm ơn được ích kỷ đi. Sư phụ, như vậy chúng ta phải in thêm mà. Không sao đâu, in thêm đi. Hết tháng này là yên ổn rồi. Chúng ta đâu có ngày nào yên ổn đâu. Ngươi nói gì, đừng nói lung tung. Chúng ta là những người nghèo. Có người nhờ chúng ta xem phong thủy cho nhà họ Châu đấy. Hay nơi đó thật giàu có, tôi sẽ quyết định bắt họ đưa tiền ra cho chúng ta. Mày vừa nói cái gì? Người chỉ là một tên cướp cạn. Nhưng mọi thứ đều lên giá, chúng ta sẽ phải lấy nhiều thêm một tí. Vâng, sư phụ, tụi con biết phải làm gì mà. Anh bạn, nhanh lên. Đến lượt anh đó. Rất khó kiếm được món làm ăn ngon như thế này. Phía tây nhà hàng. Đừng làm tao mất mặt. Xin chào. Ngốc thật. Ba người đến đây làm gì? Muốn gì đây? Ông Châu mời chúng tôi đến đây. À, mau sư phụ. Chào ông. Xin lỗi, tôi có khách. Chào mau sư phụ. Ông Châu, đây là con gái của tôi, nó tên Mary. Nó rất đẹp phải không? Nó rất giống má của nó đấy. Mary, đây là chú Mao. Chào chú đi. Mời ông vào. Ông hãy đi theo người phục vụ nhé. Để tôi coi các người làm được cái gì đây. Uống gì đây? Cho tôi cà phê. Cà phê sữa. Trà. Nhà hàng chúng tôi luôn bán những thứ ngon nhất. Thật sao? Mary, mang bít tết ra đây. Sư phụ, bít tết là gì vậy? Là cái gì vậy nè? Là cái gì vậy ta? Được, tôi cũng thích món đó lắm. Tôi cũng muốn ăn, tôi cũng vậy. Được rồi, chờ chút. Mary, lấy cho họ đi. Nói thật, tôi đã không còn tin phong thủy nữa. Nhưng từ khi mở nhà hàng này, tôi không thể kinh doanh tốt được. Vì vậy mời thầy tới để coi lại giùm. Nếu ông cứ bán những thứ này, sau này sẽ không ai đến ăn đâu. Tôi nghĩ rằng ở đây có một cái gì đó. Sư phụ, chúng ta lấy tiền trước rồi hãy nói. Chuyện nhỏ, chỉ cần mau sư phụ nói giá là được. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. 500.000 lượng. Sư đệ à, tôi không lấy nhiều như thế đâu. Tôi chỉ lấy 5.000 lượng. Sư huynh, tôi cảm thấy có điều xấu sắp xảy ra. Ngươi đang nói về chuyện gì? Mức giá của Thanh Vân là hợp lý nhất. Chúng ta hãy qua đó nói chuyện. Chắc chắn rồi, không cần đến các vị. Các vị có thể ngồi đó ăn. Chúng ta mất 500 ngàn lượng rồi. Cũng tại ngươi đưa ra cái giá cắt cổ mà thôi. Nếu con biết trước thì đâu có lấy giá như vậy. Sư phụ, tại sao tên đó lại lấy tóc của Mary? Hắn muốn thực hiện ý đồ đen tối. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tại sao ngươi có thể nói 500 ngàn lượng ngươi chứ? Ta thật là tức. Tất cả đi về. Tối nay chúng ta cần thực hiện kế hoạch. Có
con sát ghê lên. Chỗ này vắng người rất thích hợp. Cậu gửi này con. Tên khốn nạn nó đang làm gì vậy? Chúng ta cứ ngồi ở đây rồi cũng sẽ biết thôi mà. Chúng ta lấy đồ này ra coi thử coi sao. Thoát ra khỏi xác của mình. Mạnh chút yêu, mạnh số dục quậy. Như vậy thì làm sao được chứ? Hắn làm như vậy là dễ dàng bắt công Mary. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Hồ ca mũ cây, hồ ca cha. Vợ tôi có chuyện gì? Tôi muốn cô làm cho tôi một việc. Nhìn tên khốn đó kìa. Tôi và Linh sẽ ngăn cản hắn, không cho hắn thực hiện ý đồ đen tối của mình. Anh Đông, anh giấu cái xác của nó đi nha. Để hắn quay lại không có. Mắc cười quá, cô Linh chúng ta đi thôi. Anh Linh, đợi tôi với. Anh Linh, chờ tôi. Tình khốn, tao sẽ đánh mày. Mày dám bắt nạt tao hả? Phải nhanh lên mới kịp chứ. Để tôi. Sao mà người nhìn thấy cái này phải để bắt chan tao. Tên kia dám cản đường ta. Đi đi. Làm sao vào được đây? Cửa đã bị khóa bên trong rồi. Leo tường vậy? Được. Tôi không leo lên nổi. Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Cái gì thế này? Tại sao anh lại nặng như vậy? Đừng nói nhiều nữa, lo ngăn cản tên khốn bên trong đi. Thank you.
Quay. Cô làm gì mà hắn chạy dữ vậy? Hắn nhìn tôi rồi bỏ chạy. Đi có gì lắm? Không phải chứ. Vậy không tin thì thôi. Để tôi cho anh thấy. Đừng đừng, tôi sợ ma lắm. Anh bạn, là tôi đây. Làm tôi sợ muốn đứng tim rồi. Xác của tên khốn kia bị mấy con chó tha đi mất rồi. Không phải vậy chứ. Tôi không biết. Như vậy là chết người đó. Vậy cũng được mà. Phụ, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ bởi tài năng siêu phàm của con. Đúng vậy, chúng con rất giỏi sư phụ à. Sư phụ người đón xem, tình khốn đó rất ghê gớm, nhưng đối với con đó chỉ là chuyện nhỏ và không cần dùng đến nhiều công sức. Thật vậy sao? Với tài năng của sư phụ, tụi con không thể thất bại được. Tụi con cũng đã cho tình khốn nó một bài học. Tốt, tốt, hai người làm tốt lắm. Thấy chưa, sư phụ khen chúng ta đấy. Tốt, vậy không cần lo lắng về cái xác đó nữa. Cái gì vậy? Cũng không có gì nghiêm trọng sư phụ à. Tụi con đã về cái xác đó để hắn không thể nhập vào hồn, nhưng lại gặp rắc rối với những con chó. Chó sói đã tha mất cái xác của hắn. Đã bảo là đừng nói chuyện đó với sư phụ mà. Bây giờ có rắc rối to rồi đấy. Hai người đúng là vô dụng. Đi tìm cái xác đó nhanh lên. Sư phụ làm sao mà tìm? Ta sẽ lập càn và tìm được linh hồn của hắn trước khi trời sáng. Nhưng tìm bằng cách nào? Ta sẽ nhờ những linh hồn khác giúp đỡ. Đừng làm phiền, nếu không ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng không có gì quan trọng. Cái gì hả? Không, không có gì sư phụ à. Mau, mau tìm cái xác đó đi. Chờ đã, mày đã bao giờ nhìn thấy sư phụ lập đàn chưa? Phải vào coi xem thế nào. Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại. Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại. Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại. Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại. Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại. Chạy thôi. Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại. Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại. Đây không phải là nhà của tôi. Đây là nhà của cậu. Đưa tôi về nhà. Không được. Người đã không còn xác để đi về. Vì vậy hãy ở tạm chỗ này.
Thật là buồn chán. Chúng ta phải đi đâu đây? Cũng tại ngươi chọc đám chó đó. Sao lại đổ lỗi cho tôi? Sao đám chó đó không cắn chết ngươi đi? Đúng là đồ vô dụng. Sao cô ấy không xuất hiện vậy? Đi theo tôi. Cô biết tại sao tôi gọi cô ra? Dĩ nhiên rồi. Ta là ma mà. Phải. Ngươi còn cười à? Đi theo đi. Này, đừng đi nhanh quá. Được thôi. Đừng đi nhanh quá, chờ chúng tôi đi với. Ghê quá, đừng sợ, có tôi đây. Có gì đáng sợ chứ? Để coi nào. Này, làm cái gì vậy? Là xác chết đó, tại sao lại nhát như vậy chứ? Coi tôi này. Tại sao lại ra như thế này? Làm sao ăn nói với sư phụ đây? Tìm được ở đâu vậy? Dạ, ở trong một mớ hỗn độn ở trong thịt. Sư phụ, có một chút khó khăn đấy. Phải. Đại sư huynh, bây giờ thì không thể giúp được rồi. Thật không may cho hắn. Ta cũng không thể trách các ngươi được. Xem ra ông cũng rất biết điều đấy chứ. Không nói chuyện này nữa. Có thể giúp cho tôi một việc được không? Có một số quan tài chưa yên nghỉ, nhờ các người tới đó giúp. Chuyện nhỏ chúng tôi sẽ giúp ông. Được, như vậy thì tốt quá. Trên đất đồi, những cổ quan tài đã được đào lên để tu sửa lại. Nó rất là nguy hiểm. Nếu không, không may, những người trong quan tài sẽ sống lại, sẽ giết chết tất cả. Họ là lặng thi. Nhưng nghiêm trọng nhất là có một con cương thi chúa. Cương thi chúa là người lãnh đạo một cương thi con. Cương thi chúa đang nằm trong quan tài với một luồng khí ngay cổ. Rồi từ từ chạy vào tim. Đây là lúc cương thi sống dậy. À, thì ra là vậy. Những quan tài này có chứa cương thi bên trong à, sư phụ? Sư phụ, làm sao có thể lấy được luồng khí đó ra? Đơn giản, chỉ cần mở quan tài ra, rồi hít luồng khí đó vào miệng. Phải, đúng, rất đơn giản. Rồi truyền cho những người khác, cũng bằng cách này. Nói như vậy thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Không tốt đâu, bữa nay là 15, sẽ có trăng tròn. Nếu cương thi gặp ánh trăng, thì sẽ rất lợi hại đó. Nhưng ở đây rất nhiều quan tài. Làm sao biết được cương thi chúa ở đâu vậy sư phụ? Không có gì khó. Chỉ cần mở toàn cặp mắt ra là nhìn thấy được ngay. Quan tài có một chiếc màu xanh lá cây, chính là quan tài của cương thi chúa. Là nó rồi sư phụ à. Anh Đông, đi mở nhanh đi. Tôi, tại sao lại là tôi? Hai người đi mở đi. Luồng khí đó sẽ rất mạnh. Một người lo không xong đâu. Đi, nhanh lên nào. Sư phụ, người ngồi yên trên đây để làm gì? Tôi ngồi coi, được chưa? Đông, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Xin lỗi đã làm phiền.
coi đại lúc. Đông à, nhanh lên. Xin lỗi đã làm phiền. Xin đừng trách chúng tôi. Nó đến rồi kìa. Tới quan tài đó nhanh lên. Cơ hội đến rồi, nhanh lên nào. Cẩn thận, coi chừng mất mạng đấy. Cấm đi chồng chơi. Chị đây. Chị chồng gì à? Chị chồng nghe chân à? Chồng gì à? Thế nào rồi? Có bị gì không? Ủa chồng à? Tốt hơn rồi đấy. Ah!
sư phụ, sao người lại làm vậy? Chờ chút, ta sẽ tìm cách cứu các ngươi. Tôi không thể chịu được nữa, tôi sắp đóng băng rồi. Anh chịu không được, làm sao tôi chịu được chứ hả? Gõ tôi có chuyện gì? Tôi muốn cầu hôn anh ấy. Không được, tôi vẫn còn là con gái đấy. Mơ đi, tôi không làm đâu. Cường thì chúa xong việc rồi. Sư phụ, người thiệt là giỏi đấy, cũng rất thông minh và đẹp trai nữa chứ. Sư phụ mau, đưa lượng khí đó cho tôi. Không phải anh đâu, tôi muốn ông ấy. Sư phụ, coi chừng bị đông lạnh đấy. Ông đã hôn tôi, đừng quên tôi là một con ma không sợ lạnh lẽo. Cô phải hôn thầy tôi tới khi về nhà. Tụi bay tự lo liệu đi. Đại sư huynh,
Vẫn một chủ nghĩ đưa cho máy đi. Cái đại si bảng mà. Wow, khỏe lại rồi. Sư huynh, tôi xin phép cáo từ. Tạm biệt. Con xem nè. Sư phụ hai ăn được bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng gần 40. Vậy là lớn hơn tôi 3 tuổi. Cô không giống như 37 tuổi đâu. Tôi chết được 20 năm rồi đấy. Lúc đó tôi mới 17 tuổi thôi. Phải rồi, sư phụ hai anh có muốn kết hôn không? Tôi nghĩ là không bao giờ. Đây đâu phải đường riêng của huynh. Sư phụ của các anh thích cái gì vậy? Cô Linh, đây là nhà của tôi. Tôi sẽ bắt những con ma nào ở trong nhà của tôi đấy. Quỳnh ấy thật là nam tính. Muốn chết hay sao đấy? Phải đó. Sư phụ, cô ấy thật sự yêu ngài. Sư phụ, người hãy bắt cô ấy đi. Sư phụ làm thật sao? Sư phụ, người đã ra tay vậy sao? Tao đã nói trước rồi. Thật là tài giỏi. Tôi không thích ma ở nhà của tôi. Tôi không thể sao huynh được. Tôi là yêu chú mà. Tôi không thể sao huynh được. Tôi đã yêu cô. Này, cô ấy nói vậy nghĩa là gì? Đây là chuyện của người lớn, đừng hỏi nhiều. Có một cô gái xinh đẹp bị chết trẻ, muốn ở chung với một vị sư phụ. Nhưng bị xa lánh một cách phũ phàng. Được rồi, tôi thả cô ra, tôi cho cô 5.000 lượng, lấy rồi đi đi. Cô gái xinh đẹp bị chết trẻ. Lại đây, ta muốn ngươi hút hết máu của bọn họ để có thể sống lại và có sức mạnh vô địch. Phải nhớ rằng ngươi phải hút máu người vào lúc giờ âm. Cảm ơn đã giúp tôi. Không có gì.
Cô nương, sao cô cứ làm phiền tôi vậy? Bởi vì tôi muốn lấy chú. Chuyện này không thể được. Tôi là một pháp sư diệt ma, tôi không thể lấy cô. Không sao, tôi có thể làm tất cả để được ở bên cạnh chú. Này, hình như là không có kết quả. 40 tuổi rồi, không còn sức nữa. Vậy lấy gì? Đã bất lực đó mà. Ngươi dám nói xấu sư phụ à? Ta nói đúng thôi, chứ không có sai. Giết người, giết người. Rất nhiều người thiệt mạng. Nào tới coi đi. Nhanh lên nào. Nhìn kìa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Pháp sư, người coi thử đi. Tòa dâm tất cả đều được sinh vào giờ âm và đều bị hút máu. Sư phụ, người coi. Đừng có cuốn lên như thế, không việc gì đâu. Sư phụ, không phải hắn đã bị lũ chó hoang cắn chết rồi sao? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Nhưng điều này rất là lạ kỳ. Phải đó, không có gì hay đâu nào. Sư phụ, chúng ta phải làm gì? Ta sẽ dùng cây này để đâm vào nó. Sư phụ, người xem, hắn đã thành cương thi rồi. Cương thi, đúng. Chúng ta cần bắt được hắn, sau đó báo cho cảnh sát biết. Phải bắt ngay bây giờ. Bắt hắn với lý do gì đây? Chúng ta sẽ bắt hắn, lấy hết âm khí trong người hắn, rồi giao cho cảnh sát. Người nghĩ rằng cảnh sát sẽ tin sao? Đây là một vụ giết người. Kẻ đó là người biết tà thuật, giống như chú Mao. Tôi hứa sẽ điều tra ra kẻ giết người đó. Sư phụ, phải làm gì bây giờ? Đi về nhà thôi. Sư phụ, ta sẽ làm gì? Trước tiên phải kiếm được 100 bông bách liên. Nó là cái gì vậy? Chúng ta lấy nó để làm thuốc. Rồi ta sẽ cho tên khốn đó uống nó. Phải. Lần này thì nó sẽ chết chắc. Nói nhiều làm gì? Lo đi tìm đi. Sư phụ, thứ đó ở đâu vậy? Sư phụ, đủ cả rồi đây. Sư phụ, tại sao những thứ này lại hôi như vậy? Mau bỏ xuống đi. Đây là những thứ diệt ma, nên thường nó sẽ có mùi như vậy. Nhưng rất quý đấy. Dạ, dạ phải. Nguyên liệu đã đúng chưa đấy? Này, sư phụ hỏi đúng không kìa? Đúng, mà tôi đã đếm rất kỹ. Sư phụ, người làm gì vậy? Sao cắt tóc của con? Còn móng tay nữa. Đưa đây, nhanh lên. Đi theo hắn, nếu có cơ hội thì đổ vào người hắn. Được, vậy còn ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ giúp ngươi lúc cần thiết. Mau đi đi. Tôi không đủ cao, làm sao có thể nhìn thấy hắn đây?
Phải rồi, nhìn vào chân hắn là được. Lý sư phụ, ngươi làm cái gì kỳ vậy? Đừng nhìn vào chân hắn, nhìn màu áo đấy. Tôi không cố ý đâu, xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Hãy tha thứ cho tôi đi mà. Này, hãy nhắm cho kỹ đấy. Chỉ còn có một cái này thôi đó. Đúng rồi, thành công rồi. Sư phụ, cứu con với. Đừng chạy. Đứng lại, đừng chạy. Sư phụ, hắn quá mạnh. Đuổi theo mau. Cha. Sư huynh. Cha, hãy cứu con. Sư huynh, không cần phải nói nhiều. Hắn xứng đáng chịu như vậy. Chúng tôi chỉ muốn bắt nó giao cho cảnh sát. Nhưng tại sao ngươi lại giết nó? Giờ hắn đã chết rồi, còn làm được cái gì nữa? Chúng ta đi về. Này, chúng ta không đem hắn đi sao? Nếu thích thì ngươi lấy đi. Sư phụ, ông ấy đã giết chết tên khốn nạn ấy rồi. Nhưng ông ấy ra tay quá tàn ác. Ta phải trả thù cho chuyện này. Này sư phụ, ngươi làm gì vậy? Sao lại có ngày sinh của chúng ta ở đây? Sư phụ, ngươi làm gì với mấy con gà này? Bây giờ hai người đã là hai con gà. Này, mỗi người một con. Nhớ, đừng để mất đấy. Tại sao vậy? Chạy đi, nhanh lên. Đêm nay rất nguy hiểm, hai người phải cẩn thận đấy. Nếu lỡ tụi con không xong thì sao? Sư phụ, người hãy bảo trọng.
Xin à, dâu công nhân, cháu công nhân, chê kìa. Chạy xa như vậy đã đủ chưa Thanh? Ta làm sao biết được mà hỏi Thanh? Im lặng chút coi. Im lặng coi chừng nó phát hiện ra bây giờ. Làm gì đây? Theo tôi. Đúng là đầu ngốc. Ở đâu ra mà nhiều vậy? Lại đây, chúng tôi đang ở đây. Lại đây, cứu mạng. Chết rồi, chạy thôi. Sư phụ, người không sao chứ? Tại sao các ngươi không chạy đi thật xa hả? Tụi con đã chạy xa lắm rồi sư phụ à. Sư phụ, người đã giúp đỡ chúng con rất nhiều. Chúng con quyết định ở lại đây chiến đấu cho tới cùng. Ta cũng không ngăn cản các ngươi làm gì. Có nguy hiểm lắm không? Nhìn mặt sư phụ chắc không nghiêm trọng đâu. Sư phụ, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đóng cửa lại trước đi. Sư phụ, ngươi sẽ làm gì? Tao sẽ vào trong để chuẩn bị, để giết hết bọn chúng. Bao lâu thì mới được? Tao không biết. Đừng sợ, nhìn sư phụ tự tin kìa. Sư phụ, tụi con không chịu nổi nữa rồi. Cố gắng một chút đi. Sư phụ. Hãy kéo tôi ra. Sư phụ, cứu con.
Thôi xảy ra. Sư phụ cứu tụi con, bọn nó đang đến gần, tự tìm cách đi. Sư phụ, tụi con không thể làm được nếu như không có sư phụ. Đông, mình đi đi, được rồi, để thầy tự lo. Sư phụ, lên này đi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Cố giữ bọn chúng lại. Sao không được vậy? Sư phụ, người có sao không? Xin bụng tiền. Có cách rồi. Triệu sao? Đây là thù lao họ muốn có để giúp chúng ta đấy. Người nói gì vậy? Làm nhanh đi. Nhanh thật, sư phụ xong việc rồi. Chưa đâu. Đi chuẩn bị đi.
hy vọng hắn sẽ mắc bẫy. Đến đây. Hai người làm gì vậy? Mau thả ta ra. Thôi chết, nhầm người rồi. Mau giúp sư phụ xuống đi. Cố lên sư phụ. Từ từ, đợi hắn đi đã. Đưa thầy xuống nhanh lên. Nhanh lên nào. Hai tên khốn nạn, các ngươi đang làm gì vậy? Sư, huynh có sao không? Huynh nhớ là phải cẩn thận đấy. Cảm ơn, tôi tự biết lo liệu. Cứu con, sư phụ. Dụ hắn ra chỗ khác. Được. Tên khốn, tới đây. Lại đây. Hay quá. Sư phụ. Sư phụ, tại sao lại như vậy? Đây là pháp thuật của sư huynh ta. Bây giờ phải làm sao? Đông. Đông. Sư huynh, ta không phải sư huynh ngươi. Huynh đã bị tẩu quả nhập ma rồi. Mau tiểu phương, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Ngươi dám đánh tượng của tổ sư, ta sẽ lừa mạng với ngươi. Ngươi muốn chết à, ta sẽ giúp ngươi. Tới đây, giúp ta một tay đi. Sư phụ, hình như còn thiếu thì phải. Mũi đến liền đây. Tất cả bọn bay phải chết. Sư phụ à. Sư phụ, xong xuôi rồi. Không ngờ nó lại bị nổ tung như thế.
đây cũng là kết cục tốt mà. Sư phụ, người cần phải cảm ơn cô Linh đấy. Làm sao trả ơn cho cô ấy bây giờ? Tất nhiên là phải cưới cô ấy rồi. Nhưng cô ấy là ma đó. Cô ấy đang làm gì kìa? Công quay.